À, bây giờ thì con được biết á là sao chị Tư rùng mình nữa. Tư rùng mình cứ tới đây là rùng mình hả? Ê dạ. Nhưng mà có phải là mỗi lần mà đến cạnh phòng mộ của cô thì dì Tư rùng mình vậy không dì Tư? Nhưng mà cái cảm giác gì vậy dì Tư? Muốn nói chuyện mà vô không được. Dạ. Đó. Nhưng cô ấy đã có lần nào mà vô dì Tư chưa? Có rồi. Thì bây giờ chị với Nhân đang đứng trước mộ của em nè. Đó. Mà sao vô tới đây cái là nó ớn lạnh quá. Thì 12 giờ trưa tôi phơi bông sứ, cái nghe lỗ tai bên đây mà đau á, cho chán cơm. Sự thật dì Tư đứng nói luôn, thẳng luôn á, chưa bao giờ dì Tư thấy nhưng mà nghe vậy á. Tư mới nói cơm đâu mà ăn, nghĩ là con mình kêu. Bởi vì cái chòi ngoài đó, nó kêu ra nó ăn cơm này hả. Rồi cái Tư nói vậy, cái quay qua lỗ tai này xưng tên luôn, cho Kim Anh chán cơm. Thì cái phản xạ của dì Tư, từ ngoài đó dì Tư nhìn thẳng vô, Tư tự nhiên nhìn thẳng vô thấy. Nhiều khi á, tâm linh thì không phải ai muốn có hay muốn thấy được. Là dì thấy đi một đoàn người nè, 4-5 người nè, đứng chào vậy nè, dì Tư chào lại. Xin chào cả nhà đã đến với video tiếp theo trên Nhân Chứng Channel. Mình là Nhân. Chiều hôm nay thì Nhân cùng với dì Tư có ghé thăm một cái hoàn cảnh khó khăn, đúng không dì Tư? À. Đó là hoàn cảnh của chị Trâm chạy thận và đã 3 lần chết đi sống lại rồi. Thì cũng nhờ dì Tư mà Nhân biết hoàn cảnh đó và Nhân có hỗ trợ được một số tiền cho gia đình trang trải. Thì sẵn đây hôm nay con cũng ghé qua Nghĩa Trang Lái Thiêu, nơi mà dì Tư đang làm cái công việc đó là chăm sóc những cái mộ phần ở đây. Và cùng nghe dì Tư kể những cái câu chuyện tâm linh mà dì Tư đã gặp ở trong Nghĩa Trang này. Bây giờ thì con được biết á là sao dì Tư rùng mình nữa. Tư rùng mình cứ tới đây là rùng mình hả? Ê dạ. Chính xác thì dì Tư làm nghề chăm sóc Nghĩa Trang là bao nhiêu năm rồi dì Tư? Thì hồi đó đó là làm từ ngày mà ông xã tiếp quản ở đây làm á, là đúng gần là 30 năm á. Rồi ông chú Tư bệnh rồi mới để lại cho dì Tư làm đó. Thành ra vừa làm vừa chăm sóc chú Tư á, thì cũng mệt mỏi quá rồi. Thì bây giờ á, dì Tư không còn làm nữa đó, nhưng mà cũng vẫn qua lại đây đó. Thành ra nhiều khi á, tâm linh thì không phải ai muốn có hay muốn thấy được đó. Nhưng... nói chung là mình nặng cái duyên với những cái người làm ở đây, cho nên giờ dì Tư cũng nghĩ không được, nghĩ cũng không được. Dạ. Đó, như cái mộ của Kim Anh nè, hồi lúc đó làm á thì cái mộ ở đằng trước á đó là chưa có bốc đi hết. Thì 12 giờ trưa tôi phơi bông sứ thì cô Kim Anh kêu mà kêu cho ăn. Dạ. Thành ra tôi mới nói ăn cơm đó mà ăn. Thì đến một hồi á thì nghe lỗ tai bên đây là xưng tên luôn. Thì từ cái tâm linh đó mà dì Tư nhìn thẳng vô thì mới thấy cái mộ của cô Kim Anh. Thực ra thì những lần trước khi mà sư phụ Trúc Phương làm những cái buổi cúng bên khu mộ tập thể nè, con cũng đã nhiều lần nghe dì Tư nhắc đến phần mộ Kim Anh. Nhưng mà thực sự thì chưa ra viếng thăm phần mộ của cô ấy lần nào. Thì hình như cô ấy cũng là một người mà đã liên quan, rất là liên quan đến cái khả năng mà dì Tư có thể nói chuyện được với người âm. Giờ thì cũng mưa rồi, không biết trong kia có mái che không dì Tư? Có nè. Ủa à, là phần mộ ngay đây luôn hả? À, trong đây. Dạ. Mình đứng sát bên rồi hèn chi. Mà sao dì Tư rùng mình làm cho con rùng mình theo? Thì đó. Không biết là có một cái vấn đề tâm linh gì hay không, nhưng mà khi mà Nhân với dì Tư vừa đến phần mộ, cạnh phần mộ của cô Kim Anh đó, thì dì Tư rùng mình. Dì Tư làm Nhân cũng rùng mình theo. Trời thì cũng bắt đầu âm u và đổ mưa á dì Tư. Ôi, thì ra là phần mộ nằm kế bên đường đi. Con cứ tưởng là nằm sâu ở trong. Không, ở đây. Nhưng mà có phải là mỗi lần mà đến cạnh phần mộ của cô thì dì Tư rùng mình vậy không dì Tư? Thế nhưng mà cái cảm giác gì vậy dì Tư? Muốn nói chuyện mà vô không được. Dạ. Đó. Nhưng cô ấy đã có lần nào mà vô dì Tư chưa? Có rồi.
cô Phan Thị Kim Anh sinh năm 1974, từ trời ngày 19 tháng 2 âm lịch năm 2000, hưởng dương 27 tuổi. Kim Anh ơi, hôm nay là gần 4 giờ chiều rồi, chị với cháu Nhân là người quay cái clip lên đây thì muốn kêu chị dẫn vô đây cho biết mộ của em. Thì bây giờ chị với Nhân đang đứng trước mộ của em nè. Đó. Mà sao vô tới đây cái là nó ớn lạnh quá. Nè, dì Tư mua cái bình bông nè, không dám để nữa nè. Sao vậy dì Tư? Không, quá cô đó mua đó, không dám để đây mất à. Để là mất? Để là mất à. Tư mua cái bình bông bự lắm chứ bộ. Đó. Cô Kim Anh thì con thấy là sinh năm 1974. Ừ. Bây giờ thì còn người thân không? Còn người thân, chồng thì có gia đình rồi, có vợ khác rồi, rồi có một đứa con trai. Thì cái tay bây giờ nó cũng bị xe đụng hết. Bây giờ cái tay của nó liệt bên này, tội nghiệp lắm. Mà vẫn ở với dì ghẻ, nhưng mà cũng thương, dì ghẻ cũng thương. Yeah. Đó. Từ năm 2000 đến nay tức là đã 21 năm rồi. Dạ. Tức là khi mà cô ấy vào đây, cô ấy nằm ở đây thì ngày hôm đó dì Tư có ở đây không? Có chứng kiến? Dì Tư không có ở đây, nhưng mà chú Tư có. Dạ. Đó, tại vì Kim Anh này, anh của Kim Anh này là coi như là hồi xưa là cũng làm ở nghĩa trang này, coi như là bảo vệ á. Đó. Đó, thì bây giờ thì mộ cô Kim Anh nằm ở đây, ba của Kim Anh nằm ở trong đó. Nhưng mà làm như có duyên hay sao á, thì dì Tư mới gặp Kim Anh. Dạ. Đó. Thì như dì Tư kể hồi nãy á, là dì Tư nghe một cái tiếng bên tai dì Tư. Dì Tư phơi bông sứ ngoài này nè. Phơi đó, ở đâu, ngay chỗ cái Tư? Mộ đó đó, cái mộ bị bóc cốt rồi đó. À, cái mộ ngay đó. Ừ. Cỏ đang tùm đó. Ừ, đó. Tư nè, đang phơi bông sứ. Cái nghe lỗ tai bên đây mà đau á, cho chán cơm. Sự thật dì Tư đứng nói luôn, thẳng luôn á, chưa bao giờ dì Tư thấy nhưng mà nghe vậy á. Tư mới nói cơm đâu mà ăn, nghĩ là con mình kêu. Bởi vì cái chọi ngoài đó nó kêu ra nó ăn cơm này nọ. Rồi cái Tư nói vậy cái quay qua lỗ tai này xưng tên luôn cho Kim Anh chán cơm. Thì cái phản xạ của dì Tư từ ngoài đó, dì Tư nhìn thẳng vô. Hồi đó tại vì cái mộ này nó chưa có làm cao, cái mộ này nó thấp vậy nè. Tư tự nhiên nhìn thẳng vô thấy. Tư mới đi vô làm chén cơm, một chén khoai mỡ với con khô đầu. Thì Tư nhớ rõ luôn năm đó đó. Thì Tư có khám nói Kim Anh ơi, hồi nãy chị có nói gì không phải đó, thì em đừng có giận nghe không. Đó. Thì lúc đó đó là dì Tư mới biết là mỗi lần mà ai mà vô này nọ, thậm chí cúng bỏng gà ở đây còn kêu dì Tư vô lấy nữa. 10 giờ đêm, 10 giờ đêm á chú Tư mày ổng la. Đó, sáng giờ thì hỏi ra thì có y sự thật thì luôn. Mấy đứa tụi nó nói, mà vì những người đó chưa nói là dì Tư đã nói trước rồi đó. 10 giờ đêm dì Tư nghe tiếng kêu là vô lấy gà. Vô lấy gà về ăn. À. Đó, dì Tư mặc cái áo này nó mà áo kia cũ hơn cũng màu đỏ vậy nè. Cái chú Tư ông chữ bộ đói hay đi vô cho lấy. À, lúc đó thật tình là cũng khổ thiệt. Cái vô cái ổng chữ không cho đi. Cái 4 giờ khuya cái gì Tư đi vô cái bảo vệ hỏi đi đâu sớm đi giờ. Tao nói tao đi vô mộ Kim Anh đó, tao lấy gà. Cái nó nói trời ơi, tôi chưa nói mà bà biết hết gì bà. Dạ. Ừ. Là bắt đầu từ đó tới sau đó là những người đó rất là sợ. Nhưng mà sợ là sợ cái tiếng nói của dì Tư nè. Đó, như bình thường cái dì Tư ngồi ở đây á, bữa cái người nói ai mà mới mốt dẫn người nào mà vô đây mộ Kim Anh xin này nọ kêu công an bắt. Cái tự nhiên cái Tư rụng cái chỉ nha nè, mày chưa bắt bà Tư chứ mày té chiều nay chết mẹ mày luôn. Chiều nó té luôn á. Mấy người nó nói là dì Tư rủa nó. Mà đâu phải dì Tư nói. Dì Tư còn không biết, nó té nữa. Dạ. Là sau đó là dì Tư mới biết. Là một chuyện. Rồi, một chuyện thứ hai nữa đó.
con nhỏ bạn dì Tư á, nó nói bây giờ á, chị coi cái mỏ nào linh, chị chỉ em vô đi, đặng em xin người ta, đặng cái người đó thiếu nợ cho em, dục trả nợ cho em. Em hứa xem lây xây dàn to này nọ. Đó, rồi cái đó được, người ta cho tiền làm dàn to này. Đó, hồi đó nó trơ trẽn vậy nè con. Đó, rồi sau cái mộ bên đây, con của ông này nè, mới hỏi gì Tư. Dạ phu ơi, mày biết cái mộ nào linh mày chỉ, đặng tao dục cho còn người ta đòi nợ giùm tao. Nói chung ra bà đó, người ta thiếu quá tiền. Đó, bà nói nếu mà người ta trả tiền cho tao á, tao cho mày tiền á, dạ phu. Tự nhiên cái Tư say qua Tư nói, ngồi vậy nè, leo lên mã vậy, ngồi cái lắc lắc vậy nè, cầm đứa thuốc hút. Từ hồi nãy giờ Tư đâu có vậy đâu. Cái Tư chỉ ngay mặt bà, Tư nói tối trong 3-4 ngày nữa, giấc tối có người đàn ông lại kêu cửa trả tiền. Đúng y luôn. Vì Tư ngồi trước mộ Kim Anh mà Tư muốn nói thêm nữa. Lại trả một thằng nó năn nỉ, nói giờ em trả cho chị 1 tỷ đó, tiền mặt thôi chứ đừng lấy tiền lời cho em. Mà chuyện đó chỉ có dì với cái người đó biết thôi. Bây giờ cái clip này dì Tư mới nói cho con nghe đó, chứ của ông Phong là dì Tư mới nói. Lên à, cầm tiền đồ cúng này nọ hết luôn, cho dì Tư 5 triệu. Lúc đó 5 triệu biết bao nhiêu tiền. Mười mấy năm rồi, con cứ nghĩ đi. Đó, là bắt đầu từ đó tới sau là bà tin luôn á. Đó. Rồi sau đó thằng Phong nó lên, lần đầu tiên đi với dì, nó đứng vào chỗ đó mà nó cứ rùng mình nghĩ vậy nè. Là dì thấy đi một đoàn người vậy nè, 4-5 người vậy nè, đứng chào vậy nè. Dì Tư chào lại thằng Phong, nói Tư chào ai vậy? Tư nói mấy người đó đi cúng mộ, người ta chào Tư, Tư chào lại. Cái ra rồi con hỏi thằng Phong, phải bữa nó rùng mình, Tư lấy rượu nè, Tư bóp cái vai nó, đi ra Tư ơi đi ra, mà nó đi ra luôn đó. Thêm cái thằng gì, thằng gì, thằng gì, thằng mập mập, bữa hai thằng lên quay luôn á. Nó nói nó biết thằng Phong, bữa có lên luôn, chung độ chung luôn với thằng Phong luôn, lại quay hình chụp hình không được luôn đó. Thì vì Tư nói con nghe, cái tâm linh đó là không ai muốn được hết đó. Nãy giờ Tư muốn rùng mình rợn người luôn á, mỗi lần vô tới đây đó. Thì con thấy là nhang Tư mua nè đó, mà cái mộ này hồi đó là vì Tư đổ đất trồng bông nè. Hôm qua vô hả, nó dơ hầy luôn, nó dơ luôn. Vì Tư lấy cái khẩu trang, vì Tư lau lại nè, bắt nước lại, mua cái bình bông, con nhỏ đó, nó mua cái bình bông. Nó cũng xin cô Kim Anh đó là cũng như là cho nó mạnh giỏi làm ăn được, chứ người ta trả nợ cho nó. Thì ngày hôm qua đúng là như vậy luôn, người ta thiếu, nó không có cho người ta nhiều đó, thì cũng bạn bè mượn vậy đó, thì trả lại. Thì tối lại ngủ thấy 4 giờ khuya là nó gọi điện Tư, rồi Tư ơi, hồi hôm con thấy gì Kim Anh kêu con, kêu tên con luôn đó. Rồi con mới nói là cái vía, con nói là sao gì biết con, nói hôm qua thì giờ đi cho ăn này nọ quá trời luôn mà giờ quên hả Kim, gì Kim Anh nè đó. Thì nó hết hồn luôn, nó giật mình luôn, nó thức luôn. Là 4 giờ khuya nó gọi điện cho dì Tư, nó nói vậy. Sáng hôm sau nó vô nó mua đồ cúng nữa, mua bông nè đó. Thành ra mình nói cái khẩu dì Tư nói, chứ dì Tư cũng không biết, nhiều khi cúng kiến ở đó rồi con biết tự nhiên lại bốc ăn vậy nè, than đói, vỗ bụng than đói, cái rồi cái ngồi múc ăn. Cái cô đó cô đứng, cô ngồi, cô quay hình với con vậy, ăn đã rồi cái bưng cái chai rượu uống ọc 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 vậy, đâu biết uống gì đâu. Cái ta chừng hồi cái ngồi mệt quá, cái bắt đầu cái tự nhiên rùng mình vậy ha. Cái Tư mới nói nãy giờ tao mày ngồi ở đây mà để cho mày không có ăn cơm vậy á, đổ tùm lum hết. Cái nó nói
bà ăn, bà Tư ăn, cái ai ăn. Chắc nó nói sao mày, tao đâu có ăn vậy. Nó mở video điện thoại ra, nó nói này à, tao nói thôi mày xóa giùm tao đi, để tao mắc cỡ quá. Cái nó nói trời ơi, tự ăn mà nói bưng rượu uống học 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 nhá. Tao nói trời ơi, nào giờ tao đâu uống vậy đâu mà kỳ cục vậy. Là dì Tư mới biết là Kim Anh này đi theo dì Tư suốt luôn. Có khi nó dẫn dì Tư đi lên tới cái gì á, Bình Hưng, cái gì bà này có người hiện biết bà em nó dẫn gì. Dì Tư đang làm phụ bán cơm dành ta, là đúng 2 giờ dì Tư về bỏ cơm rồi vô trong vỏ xe về cho chú Tư mày ăn. Ngồi nghe lỗ tai bên đây đi Bình Dương chơi, cái Tư cái này đi đi chứ, quay đầu xe đi hướng về Chùm Sao, Chùm Dĩa trên Bình Dương nè đó. Đi hồi Tư không biết đường về, tháng tư hồi năm rồi á, Tư không biết đường về luôn á nhân. Cái chừng mà Tư mệt Tư khát nước rồi, tới tự nhiên cái Tư ngồi cái chỗ cái góc đường này nè, cái Tư nói gặp mấy cái người đó đi xe đó, cậu đó người Bắc nữa. Thì Tư nói cậu ơi, cậu làm ơn cậu chỉ cho tôi đường nào đi về chợ Lấy Thiêu. Cái nó nói ủa chứ nãy gì đi gì không biết hả. Cái nó nói gì đi gì không biết đường luôn, đi ngõ tùm lum hết luôn. Cái nó nhìn nó nói sao con như thấy gì giống giống ở trên cái clip của anh Phong Bụi. Tôi nói đó gì đó. Rồi này người âm dẫn gì đi, tôi nói không biết. Tự nhiên hỏi thôi đi chơi đi vậy á. Là dì Tư về tới nhà con biết mấy giờ không? 5 giờ, chính cậu đó dẫn đường cho dì Tư đi ra đó. Đi về ngay Sân Gòn luôn á. Rồi ngay chùa Bủ Minh luôn, hỏi dì biết đường về không? Tới đây dì biết rồi. Đó. Thì sau này, thì hôm bữa có ông thầy chùa người Miên quấn cái khăn gì nè. Thì dì Tư cũng kể là dì Tư cũng thấy vậy đó. Cái nó nói bây giờ á, con nói thiệt với thầy á, ấy với dì Tư á, là người ta thấy dì Tư đã thương lắm, người ta mới đi theo dì Tư chơi vậy thôi. Nhưng mà không nên đi tốt nữa, không đi nữa. Bây giờ con sẽ làm cho dì Tư đừng những người đó không vô dì Tư nữa. Cái ông vú cái đầu dì Tư gì nữa, ông nhắn, ông bấm này nọ, rồi cái ông đọc tiếng Trăm tiếng gì cái gì cũng biết. Là từ bữa đó tới sau là không bao giờ thấy gì nữa hết, mà cứ vô rợn rợn người hoài. Ông mới nói muốn vô không được đâu, cứ làm cho gì ớn lạnh xương sống là đúng luôn, hai cái da gì nó nặng lắm. Bây giờ nãy giờ con thấy không, người Tư ngồi cái thùng đầu vô đâu được đâu. Mà nói chung ra thì gia đình thì không ai biết á, gia đình không ai biết hết. Nhưng mà dì Tư nói thẳng á, là nếu có duyên thì cho dì Tư mạnh giỏi đi đó, thì hàng tháng cứ dì Tư vô mua đồ cúng này nọ thôi, cả mấy đứa em bé cũng vậy đó. Đó thì dì, ông thầy đó ổng nói là dì Tư có sức khỏe lắm đó nghe, chứ như mà người ta như vậy dì Tư yếu lắm đó, mà mấy đứa cháu đó, nó trả ơn cho dì đó thì đúng luôn. Hồi cái năm gì 58 tuổi á, có ông sư á, ông nói á, ở lên tập thể ông nói năm 60 tuổi trở lên con sẽ thấy mặt người âm, con sẽ nghe, con sẽ thấy nói luôn, nói chuyện luôn, nhưng mà không có lâu đó. Những người đó giúp con không à, đúng y vậy luôn. Bây giờ cái tự nhiên cái đúng 60 tuổi gì Tư nói gì đúng đó, nói gì đúng đó. Con tính đi, cái cô mà bên Úc nha, đừng có nói tên người, cái tên Úc á, ở bên nước ngoài á, dì Tư mới nói á, bây giờ nè cho dì Tư nói chuyện con nha. Dì Tư hỏi nha, Tư coi dốc dáng con nha, tả hình dáng con phải vậy không? Nó nói dạ. Tư nói con nhỏ con lắm, ốm yếu lắm, mà mảnh mai lắm, mà lanh lẹ lắm, y như con sóc vậy. Đúng y luôn dì Tư ơi, đúng y luôn đó. Rồi mình nói đó, là con sắp sửa là con định làm dự án gì nữa phải không? Muốn làm cái gì nữa không? Con tính hỏi dì Tư mà giờ dì Tư nói đúng luôn. Cứ làm.
muốn cái gì cứ làm cứ này nọ. Rồi thậm chí dì Tư nói tối con hay ngủ nằm chim ba, con thấy người đàn bà lắm phải không, mà không cho con thấy mặt. Nó nói đúng y luôn dì Tư, mà con không biết người đó là ai. Con về con hỏi mẹ con á, cũng ở miền Tây á, hồi xưa có chị hay là em gì bỏ không, thì nó hỏi ra thì đúng y luôn, bỏ người chị thứ hai, mà lúc đó là nó chưa có ra đời mà đi theo giết luôn. Thành ra nó nói con mà về Việt Nam rồi là con ôm dì Tư trước đó. Rồi thêm một cái người đó làm bên nhà đất cũng hai đứa, đứa tuổi mèo đứa tuổi con rắn. Dì Tư mới nói đó, nó nói dì Tư nhìn con rồi tôi nói nè, bây giờ nhìn tin không tin thì tùy con. Nó nói dạ, trong công ty có người muốn kiếm chuyện với con, nó đang bán đất á, mua bán bất động sản á, muốn kiếm chuyện với con đừng nên kiếm chuyện, đừng gì hết. Nếu mà con kiếm chuyện á, là con nghỉ chỗ đó á, là con mất chỗ luôn á. Con ráng làm từ đây tới Tết đi, con sẽ thăng quan tiến chức, trong vòng một tuần lễ nữa con sẽ bán được 3 cọc đất, đúng y luôn nha. Đó thì nó bán được 3 cọc đất, nó lên đây nè, nó mua đồ, nó cúng kim manh này nọ, nói đúng y luôn, rất là tin luôn. Bởi vậy giờ á, nó nói con rất là tin dì Tư luôn đó. Ai nói gì nói con biết, dì Tư nói gì là con biết rồi, con hiểu rồi. Tôi nói ừ vậy thôi, tin chưa? Cái nó nói con tin rồi. Còn con nhỏ kia, một tuần lễ mày sẽ bị tai nạn. Nó mặc đồ bít bụng hết nè, tôi đâu thấy nó thay dở lên. Bị rồi Tư ơi, mày sẽ bán được 2 cọc đất, nhưng mà mày không bán được, mày chỉ lấy tiền quỹ hồng thôi, đúng y luôn đó. Bởi vì sau này là cái thằng đó nó tên đó, tên thằng Diệp, tên Diệp đó. Hôm bữa có gọi điện dì Tư, nó nói hôm nào con lên ghé thăm dì Tư. Nói ừ. Xong rồi cái nói ví dụ chỗ nó làm đúng y luôn, nó nghe lời dì Tư á, nó nói có người muốn kiếm chuyện con dì Tư. Dì Tư nói đúng y luôn đó, thành ra con không dám cự, là tự con thăng quan tiến chức luôn, là nó lên nó nắm trưởng phòng luôn đó. Thì mình nói chung ra là dì Tư muốn nói cái gì, Tư đâu có biết gì đâu con. Nhiều khi rồi hỏi dì Tư, Tư cũng không biết nói gì nữa đó. Đó, nhiều khi á, mình nói đi thì nói lại á, như mộ bé Trang trong này nè cũng vậy, nó có một cái tấm bia vậy thôi nha, chung quanh á là một cái vòng đai vậy nè, mộ thì mộ đất. Nói chung ra dì Tư mà có tiền dì Tư cũng xây cái mộ đó cho nó. Rất tiếc dì Tư không có tiền xây thứ 30-40 triệu là tiền đó mà xây đó, xây đơn sơ như vậy không đó nha, là 30 mấy triệu đó nha. Thôi sẵn hôm nay con ra đây viếng thăm thì sẵn nghe câu chuyện của bé Trang hả dì Tư? Ừ. Chắc con cũng chắc lớn tuổi hơn con mà hả ta? Nó sinh 1985. Dạ, con gọi chị đi ha, gọi chị Trang. Ừ, chị. Thì sẵn hai dì cháu mình vô viếng thăm ở đó luôn đi. Ừ. Dạ. Đó.